Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đến tập tiếp theo. Tập 9 trong series Đại chiến Đông Tây, Hán Ngụy tranh hùng. Và tập này chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến giang dở từ tập trước. Đó là cuộc tấn công của Đông Ngô và Kinh Châu. Thủ thành sẽ là Quan Vũ. Let's go. Mi Trúc trong Mi Trúc hiện tại đang đồ đang rất là xịn, có một bộ long thao hổ lược và cái bộ gì ấy, mặc full luôn, nó giúp cho cung thủ bắn mạnh hơn, nhanh hơn, cộng thêm Quan Vũ nữa. Giữ thủ đại môn, giã chỉ lưu trang, thuận thủ bất nhượng. Chính là hiện tại. Bọn nó không có mấy viên đá. Nhưng mà bọn nó có lính không thổ hệ quân này, bọn này bắn nổ rất khó chịu. Đạo đài của nó cũng bắn nổ. Bên này thì có vẻ không có quân của nó. Nên tôi sẽ cho kỵ binh đi sang bên này. Đó là kỵ. Cái mỏ này là một mỏ chuyên kỵ. Đạo kỵ của chúng ta rất là đông. Rồi, cái việc có bọn cung nổ ở đây thì nhiều khả năng là mấy cái tháp canh này nó sẽ nổ thôi. Thế nên là việc cho bộ binh ra để hướng trước khá là nguy hiểm. Tôi cho nó đứng đứng tạm ở trên này để tôi xếp quân đã. Bắn đá chúng ta sẽ đi. Để ở đây. Đây lý này. Cái đội hình quy giáp này nhưng nó không chống được cái tên nổ của bọn này. Bọn này bắn nổ vẫn chết lính mình. Cung nỏ chúng ta phải chia ra khá nhiều. Chuẩn bị.
准备好了。时机已至。Cùng này lùi tiếp. Dũng sĩ tại此. Trường mâu tại sở. Chuẩn bị hảo rồi. Tại. Đứng đây để đốt. Chuẩn bị giao sư. Tốt hảo chuẩn bị.准备就绪，注意，停住，顽强不屈。Bọn này cho lòng phiên thịt. Vũ khí dũng khí. Zô hào chuẩn bị. Dừng trụ. Chuẩn bị hảo rồi. Tiến hành vị trí. Trường kiếm tại sở.Động địa này sẽ là chìa khóa chiến thắng cho trận của chúng ta. Hoàn toàn không chui. Này sẽ bắn chết bọn cung của mình. Bắn đá. 做好准备。你做的还不够好。闲话少说。鼓起勇气。防止敌军。时机已至，杀！砍翻他们！我要挖出你的心！我看你面黄肌瘦，想来是未曾用膳吧？杀了多少人？我想还不够吧。在吾面前，尔等应有自知之明。跑起来，赶快，快点儿！准备就绪。时机已至。顽强不屈。在。给我杀！装好剑，万箭齐发；装铁弩箭，弩手准备，停住！赶快！挺住！加快速度！
好准备，万箭齐发，时机已至，给我射，顽强不屈，放，做好准备，万箭齐发，鼓起勇气，剑士听命，加快步伐，给我射击，准备好了，公子准备就绪，赶快，哈哈，敌军士兵正在溃逃，瞄准，鼓起勇气，注意射翻敌军，万箭齐发，做好准备，准备放箭，攻门厉害，射击，放，听命，万箭齐发，鼓起勇气，射翻敌军，顽强不屈，准备就绪，速速前进，跑步，准备拔剑，前天卫军，抓紧，注意，快速前进，时机已至，准备开战，军仓皇逃窜，一群懦夫，骑兵听命，
坚如磐石。做好准备，射击！骑兵准备，片甲不留，前天未及，顽强不屈，片甲不留，准备开战。在，剑兵就位，时机已至，做好准备，加快速度，拔剑备战，赶快赶快，快跑，准备开战，进攻，鼓起勇气，做好准备，跑起来，杀！准备就绪，不要留情，快快快，准备好了，加速前进，注意，给我射，准备好了，注意，顽强不屈，马军准备，速速前进，遭受攻击，骑兵听命，速速前进，时机已至，进军，在，诛灭敌军，挺住，准备好了，快快快，骑兵在此，剑士准备顽强不屈，诛灭敌军，注意进攻，在进攻，鼓起勇气，不要留情，收不来，敌兵听令，敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈，我坚如磐石，做好准备，尽情厮杀，剑出鞘，注意，杀光敌军，杀，顶住，前阵加速前进，准备好了，顶列阵，骑兵听命，时机已至，速速前进，准备好了，片甲不留，骑兵就绪，杀光敌军，挺住，动作快点，在，尽情厮杀，进军，加速前进，准备就绪，发射，准备好了，准备开战，做好准备，杀，前田魏军，做好准备，给我射击，感受大地的愤怒吧，剑士听命，挺住，鼓起勇气，准备就绪，准备就绪，骑兵准备，挺住，顽强不屈，动作快点，注意，我军士兵正在四散而逃，加快脚步，鼓起勇气，速速前进，顽强不屈，剑士准备，冲啊，杀，马军准备，做好准备，
士兵正在溃逃，在进攻，准备好了。看剑，不要留情。剑兵就位，起手就绪，冲啊！敌人不打。Đánh vào đây là sai lầm của các con. Giết hết đám tàn quân này đi. Đại thắng Kinh Châu. Dù này mẫu bài trận phủ đại quý miếng chiến truyền chính tuân mệnh lệnh. Sau sự siêu sinh đánh vào đây à? Thế mà vẫn thất bại đồng máu. Quân mình trên này mà vẫn thất bại đồng máu được. Quan Hưng Trương Bao lần đầu đánh trận lớn với sự tiếp viện của Lưu Biểu và Gia Cát Lượng sau lưng thì trận này không thể thua được. Quân tiếp viện ta đây cho cái tên chọc sau lưng của nó. Bọn tàn binh ở đây thì cho nó làm khiên thịt ở đây rồi. À, quân của chúng ta ở đây, chúng ta có con Vũ Lâm Kỵ cùng một con Nguyên. Bỏ nó tiếp viện hướng này. Kỵ sẽ đứng ở đây, xong rồi phi xuống. Hỏa lực của ta sẽ tập trung bắn nát cái đạo này. Ở đây cho khiên thịt đi. Bọn lính mặc đệm ở đây. Thì chặn cái đường này, chặn cái này nhiều khi nhiều khả năng bọn nó không đi vào đường này. Quái Việt đứng ở đây, con gì đốt. Tốt hảo chuẩn bị. Tốt hảo chuẩn bị.
准备就绪。装好剑。做好准备。准备好了。火中翘楚，鼓起勇气，在，准备开战。鼓起勇气，准备好了，准备就绪。准备开战，准备就绪，在，时机已至，准备开战，保卫天子，顽强不屈。注意，做好准备。Let's go。准备就绪，又是一波，敌人援兵正在接近，砍翻他们！准备开战，攻击敌军，敖兵注意，城市敌军，瞄准。射击，火中翘楚，杀！长矛在手，鼓起勇气，加快步伐，速速前进。Mình vướng mấy cái đạo ở đây, thành ra Lưu Biểu vào được có một đạo của Lưu Biểu. 临死之前，还要我先拔了你舌头不成？Trương Bao chơi luôn. Thời gian đã đến. Nhanh chóng tiến lên. Nhanh chóng tiến lên.住！速速前进，快点！注意，加快速度，做好准备。蛇骨断筋，若是你想休息，我会明白的。真乃高论，或许应准备一战。杀！准备好了，集合，听命，时机已至，杀！鼓起勇气，准备好了。蛇骨断筋，我方战友有难，正在遭受攻击，射杀敌军，
准备就绪。将领败下阵来，必须让他撤退。顽强不屈，逃兵来我身边，速速前进。在，集合，提手就绪，实际上，赶快赶快，顽强不屈，鼓起勇气，剑士准备，剑出鞘。加快速度，赶快赶快，装填弩箭准备好了，准备就绪，快快快，准备开战。敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈，凶霸王啊，徒手在此，到活着才能取胜，必须要让我方将领撤退，加快速度，前进，做好准备，骑兵注意，在，赶快，快快快，速速前进，跑起来，骑兵上马，做好准备。看来他们也就这点本事。Shit！ 准备好了，做好准备，挺住，快跑！矢石已尽，拔剑杀敌，准备开战，顽强不屈，鼓起勇气。准备就绪，时机已至，准备就绪，准备开战。bọn này mà đua với bọn nó chủ động đua mình kiểu gì bọn nó thắng bọn nó mới đua. Bọn nhân là không đua. Dễ quảng lắm. Chuẩn bị cho sự, tru mẹ đi chuyên, tiến công. Thủ thủ thiên mệnh, kỵ binh chuẩn bị, công hòa.做好准备，动作快点，加快速度，跑起来，挺住，不要留情，时机已至，准备好了，马军准备，做好准备，士兵听令，使劲杀，哈。敌军士兵正在溃逃，加快速度，挺住，骑兵听命，在，鼓起勇气，加速前进，注意，动作快点，赶快赶快，加快脚步，速速前进，快速前进，起来，顽强不屈，快跑，快快快，跑起来，准备放箭，给我射，顽强不屈，加快速度，赶快，准备就绪，
幻剑启发，准备好了，注意，准备开战，射击，射翻敌军，敌将受手，贼众溃不成军，别来无恙啊，你这懦夫，鼓起勇气，做好准备，给我射击，待我号令，顽强不屈，挺住，瞄准，在，时机已至，准备好了，顽强不屈，啊，杀光敌军，进攻，准备开战，鼓手准备，准备好啊。敌军仓皇逃窜，一群懦夫，做好准备，老人干嘛呢，加快脚步，杀光敌军，准备好了，给我射击，注意，准备就绪，进军，giờ căn lượng đến thì cháu chả cần nữa rồi.不能降，便当死。加快脚步，动作快点，准备就绪，骑兵就绪。注意，不许偏向，鼓起勇气，顽强不屈。准备好了，挺住，准备开战。上马，列阵，在，骑兵在此，列阵，列阵，列阵，时机已至，赶快赶快，杀，准备就绪，做好准备，鼓起勇气，准备就绪，姓称皇恩，奋勇杀敌，做好准备，准备开战，顽强不屈，赶快赶快，
业，鼓起勇气，鼓起勇气，诛灭敌军。在，tuyệt diệt bọn nó ở đây。注意，给我杀！准备好了。开战，加速前进！敌军仓皇逃窜，一群懦夫，顽强不屈，杀呀！诛灭敌军！冲啊！勇士在此！冲 lên anh em, không cho quân thù chạy. Giết hết, giết hết, giết hết, giết hết, giết hết. 杀光敌军，诛灭敌军，杀！注意，前天卫军，长剑准备，攻击敌军。ép chết ở đây luôn. 时机已至。Thua luôn. ép chết không cho thằng nào thoát ra khỏi đây. không cho ai thoát ra khỏi đây luôn.Bóp chết hết. À. Sủa ngựa giết. Ngựa giết tận 700 đến 400 mạng kìa. Quân nó tuyệt diệt sạch. Không cho gượng lên rồi.我等信念如一，这便是上天的恩赐。Dead head. Những thằng như này thì cứ chém đầu thôi. 这些贼兵，人人得而诛，不能再消耗物资看押他们了。他们受的苦也够多了。Tan tành nước Ngụy. 稍事休息。Tức thành công rồi.Thôn sách còn bị đánh ở đây nữa thì đi quẳng đi em. Quyền lực phân trận, thì trận vô bất thắng. Đây là lần đầu mọi con đường anh đều tính hết rồi. Lui. Đây là chúng ta chúng qua đầu rồi. Chả biết gì tôi đánh nhỉ?Phục kích thành công tiếp. Tập kích đêm. Lữ Mông à. Tuổi. Đi vũ lãng mẫu, xu yu khở phô. Kinh định thiên xa. Thắng ở mọi mặt trận. Giang hờ yổng động, bân thẳng bù xí.Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu hả Tào Tháo? Lũ tử mới năng 避免无谓的冲突. Ok. 足下果真如我等所料. Trừ sản xuất lương thực này này
còn gần mình level 7 sau đại chiến vừa rồi. Như chúc level 6. Quan Bình hình như là không phải, không phải tướng chỉ huy. Ra cắt cận. Xương cao lương. Tào Tháo cái rồi. Nhị thống thiên hạ. Hướng tiến chinh quân. Thắng thì vương hầu, bại thì khâu. Họ sẽ bị hội trúng cái quyền thao. Đợt quân này hồi xuống rồi đánh xuống bến cảng ở Lạc Dương. Có người mình truy sát con này. Tuổi. Mộ Chính trị lệ, sông đi quân y chầu. Khán giá thà mần. Vào đây. Trị chủ, sưng ý chẳng công. Tôi đã chí chứng gần sưng lạ. Chết thằng Tôn Sách. Còn gì đâu mà khóc với sầu à Tôn Sách. Vũ chi miêu chi, xuân vũ ý thơ. Y thông thiên hạ. Tôn Sách quảng. Và tiếp tục các đạo phương Nam lấn chiếm của nó thôi. Lệnh hành chỉnh chỉ, phương hữu thị sơn. Chợ địa phương, hiện tại là của mình đó. Lấn chiếm là chân lý. Y thống thiên hạ. Y thống thiên hạ. Tiến đánh vào đây. Sâu hơn tí nữa đi. Rồi Trường An, Kinh Châu.
Ở đây tôi thấy có quân của nó đấy. Có một thằng nó mai phục ở đây này. Mình sẽ không ra đâu. Bọn nó định dụ mình ra khỏi Kinh Châu để móc cua, móc hậu. Không, quan Vũ bây giờ cái chuyện đấy đâu. Đạo này không thể nào tới được đây thì đánh đạo này. Xử thằng giả hủ này. Giả hủ này. ¡Suscríbete 都是为各自牺牲而战罢了，为了天下苍生，万民之声不可小觑。对吧？Thầy cấp 10 rồi. Đang xuống cấp 8 rồi. Lương thực đâu mà nuôi. Rồi, để thêm đạo nữa. Phía Nam cũng khá đông quân rồi. Kinh Châu này 4 đạo. Còn đạo của Mã Siêu thì tiến lên chiếm Đồng Quan. Ăn à, đợi Mã Siêu hồi thêm một lượt nữa đã. Ở đây để thêm một đạo nữa. Xem còn tướng xịn nào không. Kỷ Linh này. Xí xin chế yu. Chú trấn sụ rư. Chính rư sử quý. Quân sư. Chuân rư vạn vụ phụ sư. Ồ. Nguyện nì yên nâng xin quân sư. Xịn rồi. X được chả sao, Diêm Phổ vậy. Có Diêm Phổ có kiếm Mạc Tà này. Chỉnh ý dưỡng thần. Bộ binh. Bộ binh cho đại vương của Tuyệt Cốt đi. Xin rú trí sửa. Chị dư sân. Thằng này dùng kiếm này thôi. Không có vũ khí cho Kỷ Linh. Thiết kỵ. Đổ hết. Không thể bằng được kỵ Vũ Lâm Quân được. Thằng này là ấy đúng không? Đấy. Tù trưởng của Đột Cốt.
Kỳ Linh phong chức. Thái sử lệnh. Nghe theo lệnh của Mã Siêu, chiếm các quan ải. Rồi, các đạo quân đi hết rồi đúng không? Đạo này đang hồi. Đạo Mã Siêu đang hồi. Ok. Lực của Tào Tháo xuống rồi. Lực của Tào Tháo xuống mạnh luôn. Chúng ta đang áp sát hai kinh đô của nó rồi. Nó sẽ té đá anh em bây giờ thôi. 15k thì chắc tôi phải đẻ thêm được 3 đạo full nữa, 3 đạo cấm vệ quân nữa. Tiềm lực của chúng ta duy trì tận 20 đạo cấm vệ quân. Quá khủng khiếp. Ngụy Quốc liên tiếp thúc Tào Tháo liên tiếp thua trận. Ê, Mã Đằng lại bị đánh bại. Chết. Lừa tao ra khỏi Kinh Châu này. Chém chết luôn thằng này. Chu Du với đại kiều cẩn thận đấy. Bỏ có một mạng rồi đấy. Tao tặc té đá chạy rồi. Tào Tặc đang chạy thoát, chạy đâu cho thoát hả? Tào Tặc truy sát Tào Tặc. Đây cần phải xây dựng cái gì nữa? Trương Yên này. Lần trốn 3 năm cuối cùng cũng xuống núi à? Sơi. Lần này chắc không lên được kỵ vàng rồi. Khoái Việt. Rồi. Thằng này về đây đi. Thủ ở đây cho mày chết được con. Bao vây. Đợi Cam Ninh tới. Cam Ninh có mặt. Giết chết luôn thằng này. Chém chết luôn. Các bạn tuổi gì? Đấy rồi, cảm ơn có cái hồi máu rồi. Ngon. 5% hồi à. Văn Sú từ thủ Nam Dương à? Nam Sương. Được thôi, kệ nó. Trương Phi tiến thẳng tới đây. Đường của Trương Phi đi gần như là không có bóng người luôn. Trương Phi sắp áp sát kinh đô Ngụy Quốc ở phương Nam rồi. Chỗ này chưa chiếm được à? Sĩ Nghiêm làm ăn chán nè. Nếu打赢一场，天下就安定一分。欲成大业，必先有立足之地。拿起武器。
不是，好，等等，等。Rồi, Kinh Châu vẫn đang giằng co. Hạ Hầu Đôn. Đi sang Tân Dã. Liên chế phân công. Tôi đã quay lại. Hoan hô ba. Tiếp tục mai phục ở đây. Bọn nó đang dụ chúng ta ra mà. Nhưng mà còn lâu. Mùa xuân nó còn lâu lắm. Mùa xuân ấy không bao giờ xảy ra đâu. Rồi, đạo này quánh luôn vào đây. Có tiếp ứng của Lưu Biểu sau lưng mà, sợ gì. Áp sát Lạc Dương. Đây, đây gọi là thành lũy cuối cùng trước khi chúng ta tiến vào Lạc Dương. Thế hệ con cháu của Ngũ Hổ Tướng sẽ là người công phá Lạc Dương. Đầu hàng không? Không đầu hàng. Chết đi. Hôm nay thắng trận này là một ân đức của trời. Điêu thuyền hạ chiếm lĩnh. Sức mạnh khủng khiếp. Tiến về Sài Gòn. Tóc quét sạch giặc thù. Rồi, đảo của Mã Siêu đánh xuống. Rồi. Thông đường từ Trường An tới Lạc Dương luôn. Loạn quân 终于得以平息。此城归我军所有了。Rồi, tào tặc chạy đâu? Truy đuổi tào tặc. Bao giờ mới hết? Đây là mùa hè. Có hội nghị quần thần kiểu gì mình cũng sẽ trừ được stop của thằng này đi. Phương Bắc được bây giờ là thắng thế rồi, chỉ có đi truy đuổi thôi. Phương Nam đi hết rồi, tất cả các đạo đi hết rồi. Đạo của quan Ngân Bình thì đang hồi quân ở đây, chưa nên đi vội. Kỳ Linh vẫn đang hồi quân. Nam quận này, để thêm một đạo nữa đi. Lưu Kỳ đi. Trọng khí như hỏa, trung tướng chỉ ở đằng trước, hàn xiao hoan yến. Bình Dạng. Bắt đầu hết quân sư rồi đấy. Trương Yên. Liên chế phong công, nhận sâu khổ nạn. Kinh tế ổn định thành ra là đánh trận một mạch luôn. Trường Yên về đây là toàn lính tinh nhuệ, cho cấp từ toàn lính tinh nhuệ sướng. Lưu Kỳ một con này lên. Chẳng có vũ khí gì cho Lưu Kỳ cả. Trường Yên.
Lưu Kỳ Phong làm chức gì đây? Tướng quân thì chẳng hết sạch rồi. Trung lang này. Mười tám đạo phun. Kỳ Linh cứ nghỉ ở đây. Tao không chặn mẹ được thằng này. Không cho nó đi. Thông chi đi quân. Tao tặc chạy đâu cho thoát. Có lần. Chết. Lừa Quan Vũ à? Tuổi. Tuổi luôn. Hứa Du. Chém luôn. Làm sao mà lừa được Quan Vũ nữa? À, đi xuống dưới đấy à? Thế thì Mã Siêu sẽ đón đầu nó. Mã Siêu truy sát Tào Tháo. Giời, quá hợp lý. Ok. Mã Siêu chiếm Đầm Quan, chặn đường về của Tào Tháo. Đặng Ngụy Diên thì Đặng Ngụy Diên đánh thẳng vào đây, khẳng định. Trương Tinh Thái. Đang tại hành trình. 向前进军. Xí thính tuân biện, hiện thị một xạ của mình cái chí tình. Xử luôn hai thằng này. Tao tặc cả, chạy đi đâu? Hỏa quân như có thiên trụ, khí nhiên đại thắng. Chém luôn. Chứ đâu tôi phiền nhị mà. Chém luôn. Thế vậy, chúng ta sẽ thoát khỏi những lầy trụy rồi. Tâm có sở dụ, ẩn ở đạo chí. Bảo vệ Tào Tháo. Dưỡng binh thiên nhị, dụng binh nhị sĩ. Chiếm Đầm Quan. Quyền lực phân tranh. Vãi cả bị thương. Thế cục phương Bắc đã định. Lưu Biểu tiến vào Lạc Dương. Thành không có ai thủ cả. Yên mộ địch quân. Cái hoang dã tướng quân này là búp cái gì đấy? Hoang dã tướng quân là đéo đâu đấy? Hoang dã tướng quân. Trừng dụng Lạc Dương. Trận mi mưu hóa, phong khởi chủ sơn. Đúng theo kế sách của Gia Cát Lượng, chiếm Trường An, đánh vào Lạc Dương. Chỗ này đây là của ta. Tốt lắm. Phóng nộ hỏa ba.
该庆祝庆祝了。心神合一，咫尺可得。俺最看不得鼠辈横行了。匡扶天下。Chúng ta còn cách kinh đô cuối cùng của bọn nó ở dưới kia thôi. Tào Nhân này, bẫy Quan Vũ ở Kinh Châu, mơ đi cưng. Xin vũ giá niệm, thì bị có thần trung. Vân Yong Sĩ Trận, khán chứng, đi thống thiên hạ. Này, rộng mở. Tiến lên. Tiến lên. Vây gia hải nội, loạn sự suy định. Giang Hạ Hoàng Tổ chiếm nốt đi. Mình cũng ra lệnh cho nó nhỉ. Có hoa khoai số. Nó tự đánh à. Không ra lệnh được. Đánh nó Giang Hạ đi. Nhường cho thằng em Cam Ninh băng sông đánh vào Lưu Giang. Phó Chuyên Rú Yêu Thiên Trụ Chị Yên Đa Sơn. Cứ Trấn Sơn Sơn Xem Sâu Xa Lạ. Sức mạnh khủng khiếp. Và hội quân đánh vào đây. Xin dịnh thành trợ, thiên hạ sung kích khởi định. Bình định thiên hạ. Đạo Lưu Kỳ thì cứ tiếp tục tiến lên đây thôi. Đã của Hào Hoàng Hậu thì cứ thủ đấy. Thế cục trên này đã định. Ở đây đè thêm thiên đạo nữa. Có tiền là cứ đè thôi. Lý Nghiêm trọng thần của Thục Hàn đã trận luôn. Trần Tựu gân trọng ở hậu, trí yê phán mạo. Còn một đúng một quân sư có át liêng. Thịnh Hiền hết. À đâu còn Vương Lũy nữa. Để thêm một được một đạo nữa đấy. Phong làm hoang dã tướng quân. Hợp lý. Áo giáp. Mặc cái này lên. Cái này lên. Không thiên giám. Cái này lại cái này đi. Đấy, mặc cái này lên. Đấy, là đủ bộ thiết bích tướng quân. Hợp lý. Mình nhiều áo giáp này đấy. Trong khi áo giáp đỏ chả có. Mười chín đạo cấm vệ quân. Tiền vẫn xanh lẹt lẹt. Các đạo quân đi hết rồi đúng không? Rồi. Tào Tháo bị bao vây luôn. Không chạy đâu được. Hãy xin
Ngụy Quốc nhường ngôi cho bên ta. Ok đó, coi như là chiến tích cho chúng ta thắng rồi. Tè đái luôn. Tào Tháo bị bao vây, sợ. Hậu huy hữu chi. Chiến thắng. Toàn bộ Trung Nguyên thu về một mối. Nhà Hán một lần nữa giữ vững được triều đại, trải qua một kiếp nạn. So với mệnh vận, 皆由兵刃和鲜血所写。诸侯包藏乱心，天下不堪。Xem dữ liệu. Giết 30.400 mạng, 20 năm. Ngụy Diên là người đua nhiều nhất, giết được 4 mạng. Dân số 173 triệu người. Tổng số quân rồi. Kinh tế thì siêu giàu rồi. Quân đội 438 cánh quân được chiêu mộ. Tổn thất binh lĩ sĩ từ đầu giờ chết 71.000 người, giết tới 225.000 người, là giết được 20 vạn đúng không? Giết được 20 vạn quân. Tổng số trận chiến là 108, đại thắng sử thi là 2. Chiến thắng tuyệt đối là 106. Gần như là chúng ta thua như có đúng một trận hay sao ấy. Nhưng không chưa chưa là gì cả. Nếu mà đánh đối đầu như chưa thua trận nào. Rồi. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái campaign Lưu Bị hộ giá tiên tử chúng Hoàng Thất một lần nữa, giúp nhà Hán giữ lại được vương triều của họ, không bị mất bởi tay của Tào Ngụy. Rồi, và có lẽ là đây sẽ là series kết thúc DLC Thiên Mệnh Phân Tranh Fate Divented. Và chúng ta sẽ đợi đến DLC tiếp theo, chúng ta sẽ làm tiếp các series tiếp. Và có lẽ DLC sau sẽ là DLC Tam Quốc Phân Tranh rồi. Nên sẽ có rất nhiều nội dung hay ho, nên là anh em hãy cùng ngóng với mình DLC tiếp theo của Thuyền Vua Thuyền Đập. Rồi, và nếu xem hay bấm nút subscribe chuồng hộ mình. Hẹn anh em những tập tiếp theo trong những cái series tiếp theo của tựa game Thuyền Vua Thuyền Đập này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.